sẽ đến ngay. Đi nào. Đợi đã. Con bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc ngay thôi. Không không, con không uống thuốc đâu. Cô có sao không? Chân tôi. Ôi, cô bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi nào. Tôi không sao, vì tôi đã có thuốc xịt thần kỳ. Chỉ với một xịt, mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Thật là tuyệt vời. Nó có chữa được cảm lạnh không ạ? Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đang bị cảm đây này. Chỉ một xịt, cô đã khỏi luôn rồi này. Ba ơi, con muốn chai xịt thần kỳ kia. Tôi có hai chai dự phòng ở đây. Mọi người có muốn mua luôn không? Nhưng mà hơi đắt đấy nhớ. Không vấn đề gì, tôi mua tất. Đúng là đắt thật đấy. Vậy là lừa được rồi. Tìm con mồi tiếp theo thôi. Dobby. Có tôi. Anh Hà Mã, có chuyện gì sao? Tôi đã dùng thuốc xịt thần kỳ để chữa cảm lạnh cho con trai tôi mà nó còn nặng hơn. Thuốc thần kỳ ư? Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào kỳ diệu như vậy? Ai đã bán thứ thuốc này cho anh vậy? Là một cô đi ngang qua đây. Anh Hà Mã, có vẻ như anh bị lừa rồi. Anh hãy mau mang cháu đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta phải đi điều tra ngay. Mọi người, đến và xem đi. Thuốc xịt thần kỳ đây. Mọi người xem nhá, tôi vừa mới bị thương ở tay. Chỉ với một xịt đã khỏi luôn. Có hạn nhá. Có ngay, có ngay. Đừng vội. Của mọi người đây. Xin lỗi, hết hàng rồi. Đợi đã, chúng tôi vẫn còn chưa mua được mà. Tôi mua. Có cách rồi. Mọi người đừng vội, tôi sẽ nhập thêm hàng mới ngay đây. Mau bám theo cô ta. Mùi này đáng sợ quá. Dobby, cậu lại đi tất cũ từ hôm trước có phải không? Nhưng đôi này không bị hôi mà. Mùi đó phát ra từ rãnh nước ở đằng kia. Cô ta làm thuốc xịt từ nước thải sao? Mình sẽ trở nên thật giàu có. Vết thương biến mất rồi. Mình sẽ vẽ lại. Vết thương đó là giả. Đến lúc kiếm thật nhiều tiền rồi. Đúng rồi, sao mùi chưa quay lại nhỉ? Tôi đây. Mọi người đến mua nào. Sao mùi nó lại đáng sợ như vậy? Thế là mọi người không hiểu rồi. Càng nặng mùi tức là thuốc càng tốt. Môi của tôi đã bị sưng một thời gian rồi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không được uống. Mọi người nghe đây, cô ta đã bán thuốc giả, nó không chữa được bệnh gì đâu. Vớ vẩn, mọi người ở đây đều chứng kiến mà. Nó đã chữa lành vết thương trên tay tôi. Là như nào nhỉ? Đúng rồi đấy. Tất cả chỉ là chiêu trò của cô thôi. Papillon. Hả?
chỉ được vẽ lên bằng bút màu thôi. Vậy đúng là cô ta là kẻ lừa đảo sao? Và thuốc thì được làm bằng nước từ rãnh nước thải đằng kia kìa. Thật đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Đứng lại. Cô đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Các người phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà các người không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương nữa sao? Đuổi theo cô ta. Bắt được rồi, cô đừng hỏng quá. Nghĩ bắt ta dễ vậy sao? Cứu tôi với, hồi quá. Linh Dương, cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên đời này không có thứ thuốc nào có thể chữa được bách bệnh hết. Nếu cảm thấy không được khỏe, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để có thể được các bác sĩ kịp thời giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Chơi trong công viên an toàn. Oh, công viên giải trí kìa. Nhanh đi nào. Vâng. Đủ chiều cao, vào trong đi. Đấy là chúng ta. Cháu không đủ chiều cao, cháu không thể vào. Chúng ta chỉ cần cao hơn một chút nữa thôi. Bọn tớ xin lỗi. Có gì đó đang xảy ra. Cảnh sát trưởng Lambrando, có con quái vật đang đi xung quanh đây, đáng sợ lắm. Hả? Quái vật sao? Nó cao như cái cây và nó đi nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Nó có một giọng nói kỳ lạ và đầu nó có thể xoay tròn như thế này này. Giọng nói kỳ lạ sao? Dobby, hãy đi kiểm tra xem nào. Bọn trẻ nói quái vật cao nên rất dễ tìm. Ai đó cao lắc lư và đi xung quanh sao? Đứng lại ngay. Bắt được rồi. Dobby, đây là anh Hiêu không phải quái vật. Tôi xin lỗi nha. Anh Hiêu, chúng tôi đang tìm một con quái vật cao lớn. Anh có nhìn thấy nó xung quanh đây không? Vâng, tôi có thấy. Nó đang đi một cách kỳ lạ về hướng đó. Cảm ơn anh. Dobby, đi thôi. Vào trong đi. Cháu có thể vào trong không? Thật là một đứa trẻ cao. Wow, mọi thứ ở đây trông thật là vui. Ah!
anh em trốn con. Tôi nghĩ chúng làm vậy vì chúng chưa đủ chiều cao để vào công viên giải trí chơi. Nó rất nguy hiểm, chúng ta phải ngăn chúng lại. Bây giờ không cần phải giả vờ cao nữa rồi. Dừng lại. Ôi không, chúng đã bắt đầu chơi rồi. Chúng thật là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh lên. Wow, cô nhìn thấy con khủng long kìa. Ôi không, nguy hiểm quá. Nhanh hơn đi. Cẩn thận. May quá đấy các cháu. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nhiều trò chơi trong công viên giải trí có yêu cầu về chiều cao. Đó là bởi vì nếu các bạn không đủ cao, thiết bị an toàn có thể quá lỏng hoặc quá rộng để bảo vệ bạn và có thể dẫn đến tai nạn không an toàn. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Sơ tán khi động đất. Cuối cùng cũng mua được. Thưa cảnh sát trưởng, còn ngài đây. Có chuyện gì vậy? Ôi không, đó là một trận động đất. Hãy giúp mọi người an toàn. Đã rõ. Chạy đi. Dừng lại. Bình tĩnh mọi người. Che đầu lại và tìm nơi an toàn để trốn. Xuống dưới bàn và giữ chặt. Xem tôi đây, trốn thẳng các cây cột, trong các góc và dưới quầy. Tránh xa các cửa sổ, chúng có thể sụp đổ. Nhà vệ sinh là nơi tốt để trốn vì chúng nhỏ và chắc chắn. Tôi cũng trốn ở đây. Nó dừng lại rồi sao? Có thể có dư chấn, hãy sơ tán qua lối thoát hiểm ngay. Xếp hàng và đừng đẩy nhau. Lối này. Nhanh lên. Để rồi. Hả? Dừng lại. Thang máy có thể hỏng bất cứ lúc nào, nên chúng ta phải đi lối thoát hiểm. Vâng, cháu hiểu rồi ạ.
Nhanh lên mọi người ơi. Đáng sợ quá. May quá, cảm ơn bà đã giúp cháu. À, cháu là gà con à? Vâng, cháu là gà con à. Vị con của bà đâu rồi? Vị con ơi. Bà Vịt, có chuyện gì vậy? Con bị mất tích rồi. Gì cơ? Cô bé có thể vẫn ở trong tòa nhà. Babylon, ở lại đây và giữ an toàn cho mọi người. Đã rõ. Dobby, đi với tôi. Hãy đi lên từ lối thoát hiểm. Hả? Dấu chân của vịt con. Dobby, lối này. Vịt con! Vịt con! Vịt con! Vịt con! Hả? Anh có sao không, Dobby? Tôi ổn. Đó là vịt con. Làm ơn ra đi nào. Hả? Lấy nó sau đi. Cẩn thận. Đó là một dư chấn. Trốn ngay. Ôi không, họ gặp nguy hiểm. Nó dừng lại rồi. Hãy ra khỏi đây. Cẩn thận. Đi thôi. Ôi rất vui vì cháu đã an toàn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nếu động đất xảy ra khi các cháu còn đang ở trong trung tâm mua sắm, hiệu sách hoặc phòng triển lãm, đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh. Nếu các bạn ở xa lối thoát hiểm, hãy trốn ở một nơi an toàn gần đó, núp dưới quầy hoặc đồ nội thất chắc chắn, hoặc cúi xuống gần một cây cột hoặc trong góc tường che đầu của bạn. Tránh xa cửa sổ, kệ, biển quảng cáo và đèn treo. Chúng có thể dễ dàng sụp đổ hoặc rơi xuống. Đợi đến khi hết rung lắc, sau đó sơ tán khỏi tòa nhà qua lối thoát hiểm khẩn cấp. Không bao giờ để đi thang máy hoặc thang cuốn. Và để lại đồ đạc của bạn. Đừng ăn quá nhiều. Đừng ăn nữa em trai. Em đã ăn nhiều quá rồi mà. Nhưng nó rất là ngon. Ăn nữa là em sẽ bị đau bụng đấy. Em muốn ăn nữa cơ. Thôi nào, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Tiếng gì thế nhở? Ôi đó là quái vật. Em ơi,
Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, em trai cháu bị quái vật giòn tan mất đi rồi, giúp cháu với. Quái vật giòn tan ư? Bọn chúng sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quái vật giòn tan mất em cháu vào rừng rồi. À, quái vật giòn tan ư? Có chuyện gì đó ở đây? Dobby, chúng ta hãy đi vào rừng để kiểm tra xem sao. Đã rõ. Lừa em. Tôi không hề tin có quái vật. Dobby, nói cho tôi biết nếu anh nghe thấy bất kỳ âm thanh rắc rắc nào. Đã rõ, hãy tin vào tôi. Thấy rồi, đằng này. Ở đằng kia. Bắt được rồi. Nó chỉ là con bọ nhỏ thôi. Đợi đã, có một âm thanh rắc rắc khác. Ở đâu? Anh đang dẫm lên những miếng bim bim. Bim bim ư? Đó là vị thịt nướng. Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ âm thanh rắc rắc đó là do những miếng bim bim này. Rắc rắc, vậy là chính là nó. Hãy đi đường này. Đi đường nào đây? Là tiếng rắc rắc ở đằng kia. Nó là thật sự có một quái vật gió tán. Không, hãy tiến đến xem sao nào. Đó không phải là quái vật, đó là lừa em. Không. Có chuyện gì với cái bụng của cậu bé vậy? Nó to quá. Bụng của mình. Đi nào. Bụng của mình đau quá đi mất. Ôi không, bắt lấy cậu bé. Cháu đã ăn quá nhiều. Ôi không. Đi nào. Ôi không, có một vách đá phía trước. Bụng của cháu đau quá. Đó là bởi vì cháu đã ăn quá nhiều. Đưa cậu bé đến bệnh viện thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, ngay cả khi có đồ ăn ngon, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Nó có thể khiến dạ dày và ruột của bạn phải làm việc quá sức, khiến bạn cảm thấy buồn nôn và tăng cân. Tất cả chúng ta cần phải có thói quen ăn uống lành mạnh. Các bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Nhai kỹ thức ăn. Ngày xưa, có một con quái vật nọ rất thích chơi trốn tìm ở trong rừng. Cậu nên ăn chậm, nhai kỹ, hamster nhỏ. Các cậu ơi, chúng mình chơi trò 1, 2, 3 đi. Tớ đến ngay đây. Đợi tớ với. Các cậu chuẩn bị xong chưa? 1, 2,
ta đến tìm các cháu đây. Đáng sợ quá đi mà. Quái vật sợ quá. Quái vật đi mất đi rồi. Các cháu đừng sợ, là bọn chú đây mà. Có chuyện gì vậy? Có một con quái vật tàng hình và nó muốn chơi trốn tìm với bọn cháu. Đáng sợ lắm mà. Quái vật tàng hình ư? Nó ở đằng kia. Chúng ta đến đó xem sao. Làm gì có quái vật tàng hình cơ chứ. Chắc ai đó trốn để dọa bọn trẻ con thôi. Tiếng gì vậy nhỉ? Đằng kia. Quái vật, mau chạy đi, mau chạy đi. Bác cảnh mà mốt, cháu là cảnh sát Dobby đây, không phải quái vật đâu. Nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ phát ra từ cái lều đằng kia, nghe đáng sợ lắm. Cái lều kia phải không? Chúng ta mau đến đó xem. Sao lại có cái tai nghe ở trên đĩa ăn vậy nhỉ? Các cậu đừng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt được con quái vật sớm thôi. Các cháu không tìm được ta đâu. Ta đang trốn ở ngay đây này. Đánh phát ra từ trong bụng của Hamster. Cái gì cơ? Ta đang ở ngay đây này. Là giọng của con quái vật đó. Các cháu đừng sợ. Đây là âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Khỉ con, có phải là của cháu không? Vâng. Nhưng cháu để tai nghe ở trên bàn mà. Sao nó lại chỉ còn một cái à? Tai nghe trên đĩa ăn. Và giọng nói kỳ lạ phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Chú biết rồi. Tai nghe của khỉ con rơi vào đĩa đồ ăn. Và hamster nhỏ đã nuốt một trong hai cái tai nghe. Vì thế mà âm thanh phát ra được từ bụng của hamster nhỏ. Cháu nhớ rồi. Hamster nhỏ luôn nuốt chừng thức ăn. Cháu đã dặn bạn ấy phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Cậu bé đâu rồi? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện gấp. Cậu ấy đi lối kia. Dobby, đi nào. Hamster nhỏ. Ôi, bụng mình đau quá. Xin ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi nhanh, nhanh lên à. Cẩn thận. Ba, nhìn kìa. Ôi không, đường này bị chặn rồi. Dobby, để đấy cho tôi. Bụng của cháu đau quá đi. Hamster nhỏ, cháu đã nuốt phải một cái tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn nhai kỹ thức ăn. Không nuốt chửng hoặc ăn vội vàng, điều này có thể tạo ra trứng khó tiêu hoặc có thể vô tình nuốt phải những đồ vật không phải là đồ ăn. Nếu các bạn nuốt phải vật lạ, hãy nói ngay cho người lớn biết và phải đến bệnh viện ngay. Hãy nhớ điều này nhé. Hang động nguy hiểm. Wow. Wow. Wow.
Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, nào con bị nhện bắt mất rồi. Đừng lo, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, trong hang động này có nhiều nhện lắm ạ. Nhện đã bắt mèo con mất rồi à? Các cháu, hang động là một nơi vô cùng nguy hiểm. Các cháu không được vào hang động một mình, mau về nhà trước đi. Vâng. Dobby, mau đi tìm mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Ai đó vậy? Hả? Đây là ảnh phản chiếu của anh mà. Hóa ra là như vậy. Hả? Phần tinh thể ở đây bị vỡ. Có vẻ như mèo con không phải bị nhện bắt. Cậu bé bị ngã xuống đây rồi. Chúng ta mau xuống kiểm tra xem. Ôi không, mình không thể tự leo lên được. Lối ra ở đâu nhở? Con đường chia ra ở đây. Chúng ta phải đi bên nào? Nhện! Quái vật nhện kìa! Đây là bóng của con nhện thôi mà. Trời ơi, tôi lại bị dọa bởi một cái bóng một lần nữa. Hả? Đây là mũ của mèo con. Cậu bé chắc hẳn đã đi lối này. Đi nào! Mình phải làm sao đây? Ôi, ngứa quá. Lại là nhện. Cứu. Cứu mày. Hả? Là mèo con. Mau lên nào. Cảnh sát trưởng Labrador. Cháu đừng sợ. Ở đây có nhiều tơ nhện quá. Chúng ta mau ra khỏi đây nào. Nhanh lên, lối này. Mùi ở đây kinh khủng quá. Là rơi đấy. Chúng đang ngủ. Chúng ta phải đi nhẹ nhàng thôi. Chạy đi. Ấu, đau quá. Đau quá. Hả? Nhanh nào Dobby. Bây giờ. Chúng đến đây. Rời không thích ánh sáng. Chúng ta ra khỏi hang này là an toàn rồi. Chúng bay mất rồi. Cháu sẽ không đi vào hang động nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hang động tự nhiên có thể rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị lạc, hoặc gặp một số loại bọ có độc và cả thú hoang bên trong nữa. Nếu bị cào trúng hoặc bị đốt, các bạn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Hãy nhớ không được đi vào hang động. Không chơi với ổ cắm điện. Rào, rào, khủng long đây.
Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà quà vặt. Các bạn muốn ăn gì? Wow, kem ạ, kem ạ. Wow, mình cũng muốn ăn kem nữa. Kem của bạn đây. Sô-cô-la. Có ngay. Xin hãy. Ồ, có chuyện gì thế? Hả? Sô-cô-la, sô-cô-la. Bánh sô-cô-la của bạn đây. Cứu với. Robot biến cháu thành sô-cô-la rồi. Việt quất, Việt quất. Quất đã sẵn sàng rồi. Thật tồi tệ. Cốc thì cần phải được đổ đầy nước ép quả. Nước ép hoa quả ngon lành đã sẵn sàng rồi. Có chuyện gì vậy? Bánh vào siêu cấp. Cứu tôi. Cô rắn hoa, sao lại có người biến cô thành bánh vòng thế này? Cảnh sát trưởng Labrador, con robot của ngôi nhà quả vặt gặp vấn đề gì đó rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Cứu bọn cháu. Không, nó biến họ thành đồ ăn rồi. Xúc xích, xúc xích. Đừng có đuổi theo tôi mà. Dobby, hãy thu hút sự chú ý của con robot. Pavilion, hãy mau chóng giải cứu mọi người. Ê, robot, nhìn ta này. Lên 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 lên, nhanh lên. Mau biến ta thành xúc xích đi này. Xúc xích, xúc xích. À, nào đến kia. Ê, tới đây nào. Ôi, không chạy thôi. Chúng ta ăn rồi. Ôi trời, nó nhanh quá. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi có ý này, hãy mau chóng chạy vòng quanh con robot. Dâu tây, xoài bơ, bánh hoa quả, bánh hoa quả. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Con robot bán đồ ăn bị làm sao thế ạ? Papillon, mau kiểm tra xem. Mạch của nó đã bị chập. Bảo sao nó lại hỏng hóc nặng như vậy? Chúng ta kiểm tra cửa hàng xem. Ổ cắm sạc của con robot bị cháy rồi. Ôi không, phía bên kia có mùi cháy. Ở đây nhá, để bọn chú đi kiểm tra. Cúi xuống. Ôi không, có chuyện gì vậy? Nhìn kìa, tay của con khủng long đang chọc vào ổ cắm điện. Đây chính là lý do khiến cho con robot bán hàng và các ổ điện khác bị chập. Chúng ta phải ngắt điện ngay. Ở đằng kia. Để tôi làm cho. Phát hiện xa rác. Đi, ta không phải là rác. Cẩn thận phía sau. Ngắt điện. Bố con, cháu phải luôn tránh xa ổ điện, nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ổ cắm điện là một vật rất nguy hiểm mà các bạn không bao giờ được động vào. Nếu chạm vào, các bạn có thể bị thương nặng do bị giật điện. Vì vậy, nếu muốn sử dụng các vật dụng điện, hãy nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Nhà sĩ không đáng sợ đâu. Bà ơi, con không muốn đi phòng khám nữa đâu. Không đi nhà sĩ, không tiêm, không uống thuốc đâu. Nhưng nếu con không đi khám bác sĩ, cái răng sâu của con sẽ càng nặng hơn đấy. Lại thêm một đứa trẻ nữa sợ đi nhà sĩ ư? Hãy đến với bác sĩ An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc. Răng tốt, sống khỏe. Thật à? Không tiêm, không uống thuốc ư? Nghe hay quá ba ơi. Chúng ta mau đến chỗ bác sĩ An để khám răng cho con đi. Các bạn đang tìm tôi hả? Wow, bác sĩ An. Ôi không, vội con, cháu bị sâu răng nặng thật đấy. Chúng cần phải được chữa trị ngay lập tức. Nếu không vi khuẩn sâu răng sẽ ăn sạch răng của cháu đấy. Đáng sợ thế. Bác sĩ An, xin hãy chữa răng cho con trai tôi. Đi theo cô nào, đảm bảo không đau chút nào luôn. Chỉ có bệnh nhân mới được vào phòng thôi. Vậy sao? Nằm xuống đi nào. Đừng lo lắng, không lâu lắm đâu. Wow, răng của con ổn hơn rồi này. Nhưng con vẫn đau ba ơi. Tôi quên mất bước quan trọng nhất. Há miệng ra nào. Đâu không còn đau nữa rồi. Cảm ơn bác sĩ An nhé. Bà hóa đơn đây. Cái gì cơ? Sao mà đắt vậy à? Không còn đau chỗ nào nữa. Sao vậy con yêu? Sắp con luôn. Là con. Con yêu, con có sao không? Răng con lại đau nữa rồi. Lạ thật đấy, chúng ta vừa mới chữa ở chỗ bác sĩ An xong mà. Hả? Sao lại đau nhanh như vậy nhỉ? Bác sĩ An. Hả? Đây là Sơn mà. Chúng ta cần đưa cậu bé đến bệnh viện ngay. Con thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đi khám răng đúng là không đáng sợ chút nào. Đúng vậy đấy. Vì thế nếu bị đau răng, hãy nhanh tới đây bác khám cho nhé. Voi bố, bác sĩ An mà anh gặp trước đây là một tên lừa đảo. Từ giờ trở đi hãy cẩn thận hơn nhé. Chúng ta cần phải đi tìm bác sĩ giả mạo này ngay. Bác giả mạo, hãy đến với bác sĩ chuyên khoa An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc, răng tốt, sống khỏe. Tôi chưa. Mọi người đừng chen lấn, lần lượt từng người một nào. Không thể tin được, cô ta đã lừa được rất nhiều người rồi. Dobby, đừng nóng vội. Cháu ơi, xin hãy chữa răng của bác, nó bị đau lâu lắm rồi. Có chứ, tôi đau của tôi nữa. Mọi đến đây trước mà. Nó đau quá, đau kinh khủng luôn, xin hãy nhường đường. Một kẻ có tiền. Ôi không, tôi thấy quý ông đây bị đau nghiêm trọng lắm rồi đấy. Nào, hãy đi lại đây. Giờ mở miệng ra nào. Ôi quá. Ôi trời ơi, răng của anh bị sâu nghiêm trọng lắm. Cả cái răng đen xì luôn rồi. Không, đó là một miếng dao bị rắt vào răng do anh ấy vừa ăn bánh mì xong mà. Đúng thế luôn rồi. Xin lỗi, chắc là do kính của tôi bị mờ. Giờ thì tôi nhìn thấy rõ lắm rồi.
Ôi trời ơi, anh có rất nhiều chỗ sâu răng nặng khác nữa. Phải nhổ hết chỗ răng sâu ấy đi ngay. Nhổ tất sao? Thế thì tôi ăn thế nào? Anh có thể dùng bộ răng vàng này của bác sĩ An. Để tôi thử trước. Sao nó ngọt như vậy nhỉ? Hả? Đây không phải vàng. Hả? Bên trong là sô-cô-la mà. Hả? Cô không phải là nha sĩ. Cô ta là kẻ lừa đảo. Hả? Lừa đảo? Chúng tôi xin được đi rồi. Các người là ai? Cảnh sát ư? Chúng tôi tóm được cô rồi. Hãy mau đầu hàng đi. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Không bao giờ bắt được ta đâu nhá. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng lo lắng hay sợ hãi nếu phải đi gặp nha sĩ khi bị đau răng. Chỉ có nha sĩ mới có thể giúp răng của bạn hết đau. Nếu không, nó sẽ trở nên càng tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Bạch mã hoàng tử xì hơi. Hỡi công chúa Bạch Tuyết, nàng có đồng ý lấy ta không? Dạ vâng, tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ... Cảnh sát trưởng Labrador, anh ngựa trắng. Xin anh hãy giúp tôi đi mà. Cứ bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy? Chắc chắn có người gài bẫy tôi. Vì thế tôi không thể ngừng xì hơi được. Gì cơ? Xin hãy tìm ra người làm chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chắc chắn là ông đã gài bẫy tôi. Đầu bếp voi, tôi chẳng bị làm sao trước khi lên sân khấu. Nhưng tôi bị đau bụng như vậy từ khi tôi ăn bánh của ông. Anh bổ lỗi cho tôi làm anh đau bụng mà. Tôi chắc chắn ông đã bỏ gì đấy vào bánh. Vì thế khi tôi ăn xong tôi bị đau bụng. Ông chắc hẳn đã ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tôi. Vì thế tôi đã bị gài bẫy. Anh đang nói cái gì voi? Ông voi, ông dám tấn công tôi ư? Hãy mau bắt ông ta đi. Đợi đã, không phải là tại anh voi đâu. Sao cơ? Hãy nhìn đống đĩa bẩn ở đằng kia. Có rất nhiều người đã ăn bánh, nhưng anh ngựa là người duy nhất bị đau bụng. Điều đó có nghĩa là bánh không bị làm sao cả. Chính xác. Cảnh sát trưởng Labrador thật là thông minh, có phải không? Vậy thì... Anh ngựa, anh còn ăn gì khác trước khi lên sân khấu không? Ngựa vằn ư? À, tôi nhớ ra rồi. Đây rồi, anh ngựa vằn đã đưa cho tôi một miếng bánh pizza. Nó đây này. Cảnh sát Labrador, tôi chắc chắn ngựa vằn đã bỏ gì đó vào miếng pizza. Bởi vì cậu ấy muốn thế vai diễn hoàng tử của tôi. Cái gì? Không phải như thế. Cậu ghen tị với tôi phải không? Cái gì? Vì thế mà cậu đã bỏ thứ gì đó vào miếng pizza của tôi. Nếu tôi bị bệnh, cậu có thể diễn vai hoàng tử thay tôi. Không phải mà. Đâu phải lỗi của tôi khi sinh ra đã đẹp trai sáng lạng như thế này. Tôi khổ quá đi mà. Tôi không làm thế. Cả hai bình tĩnh nào.
chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm miếng pizza có vấn đề gì không. Để đấy cho tôi. Tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Không sao rồi, mà mình cũng chẳng cần rửa tay đâu. Sao mình đói thế nhở? Bánh phòng kia. Anh ngựa. Anh phải rửa tay trước khi ăn chứ. Không sao đâu, chẳng có vấn đề gì đâu mà. Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều vi khuẩn độc hại được tìm thấy trên miếng pizza này. Ngựa Văn, đúng là cậu rồi. Không thể nào. Không phải tại Ngựa Văn đâu. Người làm cho anh bị đau bụng chính là anh. Ngã cái gì? Tôi ư? Tôi làm sao mà làm như thế được? Tờ xét nghiệm này đã cho thấy rằng đa số các loại vi khuẩn độc hại chúng tôi tìm thấy đều ở những khu vực mà tay anh chạm phải. Vì thế, những vi khuẩn này đều từ tay anh mà ra. Anh cũng không hề rửa tay trước khi ăn chiếc bánh vòng vừa rồi. Vi khuẩn có hại trên tay anh đã đi vào bụng anh và làm cho anh bị đau bụng. Tôi sẽ đi rửa tay ngay. Tôi không muốn làm hoàng tử gì ơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn. Hãy nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi chơi ở ngoài trời hay sau khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Nếu không, các vi khuẩn này có thể chui vào bụng và làm cho các bạn bị ốm. Vì thế, chúng ta phải nhớ thường xuyên rửa tay nhé các bạn. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con. Gà con ơi. Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em xe cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con. Gà con ơi. Gà con. Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2.
Gà con ơi! Gà con! Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con! Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Anh ơi. Hả? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Nhỏ, không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe. Vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế, lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe. Các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời. Vì vậy, có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Bao! Không vào xe người lạ. Wow. Oh. Wow. Oh. Nào. Quá. Ý. Wow, bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Wow. Vâng ạ. Cháu cảm ơn. La 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 la. Hả? Ê, này cháu. Cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. Ơi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây.
Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy. Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Đâu lại là người à? Chẳng xa tao ta. Dobby, nhanh hơn. Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Để cô tìm cách khác. Hôi quá. Mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Papillon, cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý. Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này.